Thầy nhé. Đây là chương trình Phật pháp của Đức Thầm Mạng Internet qua Podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Boston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Lan Nhật Nguyệt thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức và thần chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học thắng pháp phổ thông, thắng pháp tập yếu, Abhidhamma Sankaha, bài 3, 4 loại tầm, Chaturvipitaka Citta, do Thượng Giác Đẳng biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh để tam bảo. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh viên tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học thắng pháp hôm nay, thắng pháp phổ thông, bài 3, 4 loại tâm. Chaturvipitaka Citta, chánh văn, Tathā cittang tāvā cittuppadhāṃ hoti kāma vacaraṃ rūpa vacaraṃ arūpa vacaraṃ lokutta rañcayati. Trong đó tâm gồm có bốn: một, dục giới; hai, sắc giới; ba, vô sắc giới; và bốn, siêu thế. Chú thích từ ngữ Tathā nghĩa là trong đó, pháp chân đế; Citta là tâm; ta quá đến mức độ; Chaturvipitaka hoti gồm có bốn: kama vacaraṃ do từ kama cộng avacaraṃ nghĩa là dục giới; rupa vacaraṃ sắc giới; arupa vacaraṃ vô sắc giới; lokuttarañcayati do từ lokuttara cộng anjati. Tiếp đến là siêu thế. Chú thích: tâm, citta được định nghĩa là sự biết cảnh. Nói theo ngôn ngữ bình thường là nhận thức hay tri giác. Thí dụ, một dòng chữ được viết và khi đọc nhận ra đó là một câu thơ hay. Sự nhận biết đó là tâm thức. Cái biết này khác biệt hoàn toàn với vật chất. Cái biết của trí tuệ nhân tạo, artificial intelligence, không phải là không là tâm thức vì là lập trình máy móc. Tâm, citta là đề tài vô cùng quan trọng trong Phật học và đặc biệt riêng đối với thắng pháp. Không thể hiểu tâm theo ý nghĩa thường thức. Thế giới quan và con đường tu tập theo Phật pháp đều ý cứ trên những khái niệm về tâm thức. Đề tài tâm luôn luôn được nhấn mạnh trong cả ba luật tạng, kinh tạng và thắng pháp tạng. Riêng đối với thắng pháp tạng thì đề tài này chiếm phần lớn bố cục trình bày.
chữ Avatara dịch là giới, hàm nghĩa là lãnh vực hay cảnh giới. Đây là thuật ngữ thường bị hiểu lầm bởi người học Phật. Chữ giới trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Từ đây có chữ tam giới. Không giới hạn trong đối tượng nhận thức, cảnh, cõi, cảnh giới tái sanh, người, chúng sanh. Nói cách khác, không phải chỉ có tâm siêu thế mới biết cảnh Niết Bàn hay chư vị phạm thiên cõi sắc, cõi sắc giới, chỉ có tâm sắc giới. Có nhiều cách phân loại tâm, mà cách phân ra bốn loại ở đây chỉ là một trong những cách đó. Thí dụ, tâm có thể chia ra làm hai là tâm hiệp thế và tâm siêu thế, hoặc dục giới và đảo đại, hoặc tâm chia làm sáu là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, vân vân. Mỗi cách phân chia đều có trọng tâm riêng và góc nhìn cá biệt. Trong bộ Thắng Pháp, kết luận này, tâm được liệt kê từ thấp nhất lên cao, nên khởi đầu là tâm bất thiện, rồi tâm trung tính, vô nhân. Tiếp theo là những tâm tốt đẹp thuộc dục giới, sắc giới và siêu thế. Cách phân tâm theo sáu thức là cách chia theo giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác, vân vân, có ích cho hành giả tu thiền và nói tổng quát về tâm thức con người. Phải đào sâu và mất nhiều thời gian để thấy được sự lợi ích của từng cách liệt kê tâm. Biểu đồ chư pháp hay bản nêu chư pháp của Ngài Tịnh Sử y cứ trên cách liệt kê tâm theo thắng pháp tập yếu, khởi đầu tâm bất thiện. Chánh văn bài học nơi đã chính thức chúng con cùng tỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học. Sa thú. Cảm ơn quý lạc. Nam mô Bích Thầy Giác. Kính đảnh lễ chư công đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về tâm và các loại tâm. Ở trong bài học này thì chúng ta tập trung vào hai điểm. Đó là tâm được định nghĩa theo thắng pháp là gì, và thứ hai là về cái cách liệt kê các loại tâm ở tại đây. Trước nhất, thưa quý vị, tâm theo thắng pháp được định nghĩa là biết cảnh. Cái biết đó là cái biết mang nhiều cái trạng thái. Như trường hợp chúng ta nhìn thoáng qua với cái hiểu biết bình thường, chúng ta đây là hoa cúc, đây là hoa hồng, đây là phong lan, hoặc chả là một cái sự cảm nhận. Chúng ta nhìn một tựa đề quyển sách, chúng ta nhận ra rằng đây là quyển sách triết học, văn học hay là một quyển kinh Phật. Cái biết của tâm thức nó được nói đến nhiều cái chiều kính khác nhau, mà trong cái ngôn ngữ bình thường của chúng ta thường gọi là tri giác hay là nhận thức. Sự gọi là tri giác hay nhận thức thì nó có thể là cái biết đối với những ngoại cảnh, ví dụ như con mắt thấy cảnh sắc thì biết được cái đó gọi là nhãn thức hay là thị giác. Nghe âm thanh biết được, đó là thính giác hay là cái tai. Khứu giác là cái biết của
mũi. Vị giác là biết của lưỡi, xúc giác là biết của thân. Và riêng về cái biết của ý thức thì là cái biết nằm ngoài năm cái giác mà chúng ta, năm giác quan mà chúng ta người nói đó, thì giác chính giác, xúc giác, vị giác, xúc giác. Mà cái biết của ý thức thì thứ gì nó cao rộng mênh mông đa dạng và chiếm phần lớn giấy mực, chiếm phần lớn những gì mà chúng ta đề cập đến ở trong kinh điển. Cái biết này nó trở thành một trạng thái nằm ngoài vật chất, mà trong Phật pháp thì chúng ta gọi là danh pháp và sắc pháp. Sắc pháp thuộc vật chất, danh pháp là thuộc về tâm. Tâm này nó không có hình, nó không có tướng và nó không có mang cái dạng mà người ta thường diễn đạo và phim ảnh hay là ở trong trí tưởng tượng của con người. Chúng tôi lấy ví dụ như chúng ta thấy trong những phim, đôi khi họ có những cái cảnh mà một người bị ngất xỉu hay là bị dưới lý do nằm xuống và cái tâm thức lìa khỏi xác, thì họ minh họa bằng một cái bóng, cái bóng mờ có thể thường là màu trắng, từ từ rời khỏi cái thân của người đó để đi đến nơi này nơi khác. Chúng ta thường hình dung tâm thức như vậy, và do đó cách hình dung này là một cách hình dung lệ thuộc vào không gian, hay là nói cách khác đâu, một cách nghèo. Ví dụ như người ta có cái chữ gọi là hồn bất vượng. Hồn bất vượng có nghĩa là một cái linh hồn người chết, nó như là một cái bóng mờ, có thể là không thấy bằng mắt, nhưng mà nếu chúng ta có mắt thần chúng ta nhìn thấy. Nó đi từ nhà này sang nhà khác, từ đường này sang đường khác, hồn bất vượng. Thì thưa quý vị, cái nhìn về tâm thức đó đó, thì cái tâm thức nó nằm ở dưới dạng một thứ ánh sáng hay là một thứ vật chất rất là tế, thì cái đó cũng không phải là định nghĩa tâm thức tại đạo Phật. Tại vì tâm thức đó đó, nó thuộc về vật chất, nó thuộc về không gian. Nó đi từ điểm A tới điểm B đó, nó phải mất thời gian và có cái khoảng cách xa, khoảng cách gần. Tâm thức trong Phật pháp thì không có nói đến là nó mang cái hình thái vật chất như vậy. Tâm thức là tâm thức nama hay là danh, tức là chỉ có tên gọi, nhưng mà không có một cái hình thái vật chất, cho dù là một làn mộng, một làn khói trắng, hay là ánh sáng, hay là một cái frequency một ba rất là nhỏ, không có, hoàn toàn không có được đề cập đến trong Phật pháp trong ý nghĩa này. Nên quan niệm về tâm thức mà theo cái hồn, một linh hồn và linh hồn người chết và vẫn như vậy đó, nó ảnh hưởng cái văn hóa của Trung Hoa, ảnh hưởng cái nhìn theo thường thức, chứ hơn là
ý nghĩa chân thật trong Phật pháp. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là người Tây phương, trong văn hóa và ảnh hưởng do Thái giáo, Kitô giáo, thì người ta thường vẽ hình thiên thần có cánh. Tại sao hình thiên thần có cánh? Tại vì người ta quan niệm rằng ở trong cái thế giới vật chất á, mình muốn bay và có cánh, và đặc biệt là mình phải nhẹ. Thì thiên thần được xem như là những người, những cái tạo vật có thể bay được, có thể bay lượn được như con chim. Tại ra thiên thần với cái thân thể nhẹ và với cặp cánh mới bay. Cái quan niệm mà thiên thần có thể bay được đó, nó là một cái quan niệm nằm ở trong cái hạn cuộc của vật lý, chứ không phải là nói về tâm thức. Tâm thức thì nó không có cái điều kiện khoảng cách như vậy. Như là ngày Nagasena, ngày đưa trong cái thí dụ là khi mà chúng ta ngồi ở nơi này, chúng ta suy nghĩ về hai phố, một gần một xa. Thì cái gần cái xa của thành phố đó, nó mà ảnh hưởng gì đến cái nhận thức của tâm thức. Ví dụ chúng tôi ngồi đây ở tại Houston, mà chúng tôi nghĩ đến chuyện California hay là nghĩ chuyện bên Việt Nam á, thì không gian, tâm thức không lệ thuộc không gian như vậy. Vì vậy sự nhận thức theo trong Phật pháp á, thuộc về tâm thức hoàn toàn, nó không mang những cái thuộc tính của vật chất như chúng ta thường quan niệm, chúng ta thường nghĩ. Đây là một vấn đề mà người Phật tử cần hiểu rõ. Nói một cách cụ thể hơn đó, là một chúng sanh chết ở cõi người, sanh vào cõi Phạm Thiên, sanh ở cõi trời Đao Lợi, sanh ở nước Việt Nam hay là sanh ở nhà hàng xóm, thì tâm thức nó không có phải đi sục sạo để đi tìm chỗ nào thích hợp và phải đi xa hay đi gần. Cái tâm thức nó không lệ thuộc như vậy. Dạ, tâm thức nó không có nằm ở trong điều, nó không có một cái lệ thuộc về không gian đó. Đây là một điều rất là khác biệt giữa các cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo Mật Tông như Phật giáo Đại Thừa. Khi mình nói về thân trung ấm, chúng ta sẽ có dịp nói sau về thân trung ấm. Nhưng mà theo trong kinh điển Pali thì cái tâm thức hiện khởi nó không có lệ thuộc vào yếu tố của không gian, hoàn toàn không bị, nó là khoảng cách xa, khoảng cách gần, chỗ này chỗ kia đi tìm tôi, mà nó là sự cảm ứng. Bây giờ thì chúng ta nói đến một vấn đề mà nó mang tính cách hơi thời đại một chút. Đó là tâm là biết cảnh. Như vậy thì cái biết của IA, cái biết của trí tuệ nhân tạo đó, nó có được xem là tương đương với tâm thức không? Câu trả lời là không. Dạ, câu trả lời là không. Tại sao? Tại vì thưa quý vị, thật ra thì ngày hôm nay chúng ta có những cái tên gọi như là điện thoại thông minh. Và cái điện thoại thông minh đó kỳ thật thì nó không phải là cái thông minh của trí tuệ hay là cái thông minh mà chúng ta biết qua tâm thức. Chúng tôi lấy một cái thí dụ rất là gần trong đời sống của chúng ta, là thông thường chúng ta có một cái ổ khóa, và cái ổ khóa này nó có những con số trên đó. Ví dụ như nó có ba con số, và mỗi một số thì nó có ổ quay. Ổ quay từ số 0 đến số 9. Giả sử như chúng ta đã
chúng ta đã lập trình trước là 354. Thì nếu người ta bằng đúng số 354 thì nó mở ra. Và con số 3, số 5, số 4 nó trở thành một sự kết hợp đúng như đã định đặt trước. Và do vậy á, ổ khóa nó bật mở ra. Thì chúng ta tạm gọi đó, nó trở nên thông minh. Và cái thông minh này nó đơn giản chỉ là những cái cơ cấu của máy móc. Dĩ nhiên là nói về cái khóa mà nó có cái, nó gọi, chúng ta gọi là combination lock, thì nó rất là nó rất là thô sơ, không có gì đáng kể hết. Nhưng mà chúng ta nói về cái gọi là số hóa là digital. Dạ, digital ngày nay thì digital là cái hệ thống dị phân. Ở trong cái hệ thống dị phân đó, nó được lập trình bởi cái tắt và mở, on và off. Nhưng mà trong một giây thì do cái kỹ thuật rất cao, khi ta làm những cái chip đó, những cái chip có thể process trong một giây đó, cả hàng triệu cái data bỏ vào, on and off như vậy. Mà từ chỗ này đó thì nó tạo ra những cái hiệu ứng. Điều này nó đơn thuần là một phản ứng máy móc, chứ không thể gọi là cái thông minh của trí tuệ, cái biết của tâm thức như chúng ta thấy. Theo Phật giả là thứ quý vị ngay đó, chúng ta có những cái kỹ thuật về sense, tức là về cảm biến, mà 20 năm, 30 năm về trước chúng ta không tìm thấy ở trong các cái xe cộ nhiều. Và khi nó mới có thì rất là đắt tiền. Một chiếc xe đang chạy mà có một chiếc xe khác chạy gần kế bên đó, thì đèn nó sẽ báo lên là có chiếc xe đang chạy gần. Hay là chúng ta sắp lưu xe mà có chiếc xe sau đi sắp ngang tới đó, đôi khi nó nằm trong những cái blind spot mà mắt chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng mà những cái sensor, những cái cảm biến đó, có thể nhận ra có xe đến và báo cho chúng ta biết. Thì những cái hệ thống cảm biến này ngày nay rất là phổ thông trong xe cộ, những chiếc xe này. Ngày xưa thì không có hay mới có rất là đặc biệt. Nhưng mà những cái sensor, những cái hệ thống cảm biến này, nó nhận biết có một vật thể đến gần và nó có thể bật đèn báo động cho chúng ta biết. Nếu mà chúng ta nói một cách nào đại loại bên ngoài thì đúng là thông minh. Nó biết có người, nó biết xa đến mà nó biết báo cho chúng ta biết. Nhưng mà những cái biết đó đó là tại vì chúng ta dùng cái chữ biết mà thôi. Nhưng cái biết đó không gọi là cái biết của tâm thức. Những cái mà chúng ta nghe như vậy đó, trên thực tế đó, nó chỉ là những cái phản ứng máy móc ở cái mức độ tinh vi. Càng tinh vi thì nó càng nhận ra được nhiều thứ. Quý vị nào vào trong Google để đánh một cái chữ nào đó, có thể đánh sai lỗi chính tả, nó trật một hai chữ. Nhưng mà Google có cái khả năng để đọc và đề nghị, có phải là bạn muốn viết chữ này không, nó đưa ra cái chữ chính xác hơn, đúng chính tả. Thì thưa quý vị, cái đó không phải là một thứ tâm thức biết, như là chúng ta nói chuyện với ông A và B và mình nói sai cái gì đó, người điều chỉnh mình, không phải. Và rồi cái khả năng cảm thụ, khả năng quyết định phản ứng, nó hoàn toàn không có thuộc về
thế giới của AI, tức là của trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo có thể được lập trình để đánh cờ dựa trên một cái lập trình rất là tinh tế. Chúng ta sẽ dạy cho cái máy, nhưng mà tất cả chỉ là phản ứng mà chúng ta gọi là data processing, tức là một cái trạng thái, một cái quy trình tiếp nhận dữ liệu vào và phản cho ra, mà trong Anh ngữ gọi là input và output. Chứ nó không có tính là cái biết của tâm, của trí tuệ. Và đây là một điều lầm lẫn rất lớn dưới nhiều người. Khi mà chúng ta dùng những chữ như là điện thoại thông minh hay là trí tuệ nhân tạo, thì những thứ đó chúng ta nên hiểu rằng tất cả chỉ là cái sự thiết kế tinh vi của máy móc. Nó hoàn toàn không liên hệ đến cái tri giác, cái biết của tâm. Cái biết của tâm thức nó hoàn toàn, nó không mang tính cách như vậy. Bởi vì một nhà thơ thì khi bi quan cuộc đời đã từng viết rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Ở trong đó nó có một, dĩ nhiên là cách nói nó không khỏi chính xác, nhưng mà cách nói đó thì đôi khi chúng ta phải đặt lại. Thí dụ như là sống càng biết thì càng khổ. Bây giờ mình chỉ muốn làm cây thông reo ở trong gió, nhưng mà cây thông mà vô tri giác thì nó có hạnh phúc được hay không? Đó là một cái đề tài, một câu chuyện khác. Nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng những cái khái niệm về thiền thường thức, những cái khái niệm về khoa học đó, và ngay cả cái ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng là điện thoại thông minh chẳng hạn, thì những thứ đó nó không có một cái gì là tương đồng với tâm thức ở trong cái biết của tâm hết. Thì trở lại cái định nghĩa của chúng ta, tâm có nghĩa là biết cảnh. Biết cảnh tức là sự nhận thức. Sự nhận thức bằng mắt gọi là thị giác, nhận thức bằng tai gọi là thính giác, bằng mũi là khứu giác. Cái nhận thức bằng tâm ý tức là một cái nhận thức của ý thức, là cái nhận thức sâu rộng nhất, lớn nhất. Thì chính khi mà nói về tâm, Phật Pháp là một tôn giáo duy nhất trên thế giới này mà cho chúng ta nhiều cái khía cạnh được trình bày liên quan đến tâm, và đặc biệt là Thắng Pháp Tạng hay là Abhidhamma. Chúng ta đọc ở trong kinh khi Đức Phật ngày dạy phiền não, ngày dạy về nghiệp quả, ngày dạy về cảm thọ, vân vân, đều là dạy về những hành tướng của tâm thức hết. Và chúng ta nói không sợ lầm lẫn là nền văn hóa của Đạo Phật là nền văn hóa thuộc về tâm linh, thuộc về tâm. Dù là trong kinh Tạng, Lục Tạng, Thắng Pháp Tạng, nếu chúng ta không nói về tâm thì hoàn toàn giống như là chúng ta không thể nào có một cái cách nói mà tinh xác, chính xác về giáo nghĩa của Đạo Phật hết. Thành ra người ta nói rằng Phật Pháp là một tôn giáo nhấn mạnh về sự hoạt động của tâm. Thưa quý vị, bây giờ đó, chúng ta đề cập đến bốn loại tâm thức. Và bốn loại tâm này được dùng với bốn chữ là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thứ nhất là ba loại
có cái chữ giới avachara, và cái tâm sau cùng á không có chữ giới mà chỉ dùng chữ lukutara thôi. Thì chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Là tâm dục giới, sắc giới, vô sắc, nó nằm ở trong một cái hạng cục. Tâm siêu thế là vượt lên trên những hạng cục đó. Và do vậy nó không có dùng cái chữ mà chúng ta gọi là không có cha rá được, hay là chữ giới được. Chữ giới ở đây tức là cái tâm nó nằm ở trong hạng cục. Và khi mà nói lên bốn loại tâm này đó, thì chữ avachara đó là một chữ rất là phiền. Chữ đó gây ra rất nhiều ngộ nhận. Khi mà người học Phật Pháp, nếu Phật Pháp ví dụ như là khi mà chúng ta nói là tam giới như quả trạch, thì thường người ta dịch trong cái cách dịch nôm na là ba cõi như nhà lửa. Thì tam giới như hóa trạch, tam giới đó là giới sắc, giới vô sắc, như là nhà lửa. Tam giới mình dịch ra ba cõi đó, thì cho chúng ta tưởng rằng ở trong thế giới này chia làm ba cái cõi riêng biệt. Một là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc. Giống như là miếng đất mà chúng ta chia làm ba khu riêng biệt. Hay là chúng ta có lằn ranh giữa các cái cõi. Chia như vậy thì rất là sai. Bởi vì tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới đó, nó không có nằm ở trong cái hạng cuộc của cõi. Chư thiên ở cõi trời sắc giới vẫn xài những tâm dục giới. Và có những chúng sanh ở cõi người vẫn chứng đắc những cái tâm thiền sắc giới và tâm thiền vô sắc giới. Do vậy, chúng ta đừng bao giờ quan niệm rằng chữ tâm dục giới, sắc giới và vô sắc giới là thuộc về cõi. Và niết bàn nằm ở cái tâm siêu thế, nằm ở cái cõi nào đó, chứ nó không thuộc về sắc giới và vô sắc giới. Và như chữ giới ở đây không có phải nói về cõi. Và rồi chữ giới ở đây, đôi khi chúng ta định nghĩa là cảnh giới. Tức là chúng ta lại liên tưởng đến cái cảnh là cái đối tượng. Dục á, chúng ta nghĩ là cái đối tượng liên quan đến năm cái cảnh dục là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Và sắc là liên quan đến là cái cảnh, là những cái đề mục sắc pháp. Và vô sắc giới là cảnh đề mục trừu tượng, và siêu thế là đề mục niết, là cái cảnh là niết bàn. Hiểu như vậy đó cũng là sai. Là bởi vì thưa quý vị, tâm dục giới không nhất thiết là chỉ biết có năm cảnh dục. Không phải. Tâm dục giới, mà tâm thiện dục giới, tâm duy tác dục giới, tình hảo đó, có thể biết cả niết bàn, biết cả 21 cảnh luôn. Yeah. Tâm dục giới có thể biết cả 21 cảnh, chứ không phải là chỉ có 5 cảnh mà thôi. Khi mà chúng ta học tới cái điểm này, thì chúng ta mới thấy rằng sao mình cần học thắng pháp. Có những điểm mà nếu chúng ta không học thắng pháp, mà chúng ta chỉ học riêng về kinh tạng, rất là dễ bị ngộ nhận. Yeah, rất là dễ bị ngộ nhận. Tại sao? Là tại vì ở trong kinh tạng không có đào sâu vào những chi tiết này. Chính khi chúng ta học vào thắng pháp thì mới nói rõ rằng tại sao trong 21 cảnh thì tâm dục giới có thể biết cả 21 cảnh, chứ không phải là tâm dục giới chỉ biết có cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc mà thôi. Nên đó là lý do tại sao chúng ta cần học thắng pháp. Và ở đây chúng ta phải nhắc lại là tâm
mà chữ avachara là chỉ giới ở đây thôi. Chúng ta nói về lãnh vực. Nhưng mà như vậy, trong bốn cái loại tâm này thì chúng ta có thể gọi ba thứ tâm là thuộc về chuyên. Và nhất định, cách bất ví dụ như tâm siêu thế chỉ biết cảnh niết bàn thôi. Tâm vô sắc giới và tâm cái đề mục tâm không vô biên chỉ biết một tâm không biên nguyên. Và tâm dũng thì có thể biết được tất cả. Mặc dù ba thứ tâm kia cao hơn. Chúng tôi tạm những cái thành phần ở trong một dân tộc đó thì người ta làm hai tầng lớp. Một tầng lớp á, người ta gọi là đại khối quần chúng, một tầng lớp mà người ta gọi là giới tinh hoa. Cái đại khối quần chúng á, là bao gồm chung chung tất cả, nhưng mà trong cái tầng lớp của gọi là giới tinh hoa đó thì gồm những nhà trí thức, những nhà tài phiệt, những nhà khoa học, những cái người mà mang cái tính cách là chuyên về lĩnh vực gì đó có chiều sâu. Thì cái giới tinh hoa đó được ví dụ như những tâm sắc giới, vô sắc và tâm siêu thế. Đây là những tâm đó đại, đây là những tâm thiền, đây là những cái tâm có cái cảnh cao siêu, đây là những cái tâm mà có cái định lực mạnh, có cái trí tuệ ưu việt. Còn tâm dục giới nó mang tính cách phổ cập. Như vậy thì khi mà chúng ta nói có bốn thứ tâm là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc, tâm siêu thế đó, thì quý Phật tử nên hiểu rằng tâm dục giới đó là tâm mang tính cách phổ quát. Sắc giới, vô sắc giới và tâm siêu thế mang tính cách chuyên biệt. Cũng như khi chúng ta phân loại là dân số, chúng ta tính dân chúng ở trong một quốc đó, thì chúng ta nói về đại khối quần chúng là nói một cách phổ quát. Và chúng ta nói về giới tinh hoa là chúng ta nói về một cách khác. Thì phân biệt như vậy là nó gần hơn. Nó sẽ là một điều rất là tai hại nếu chúng ta chia bốn loại tâm này mà chúng ta liên tưởng đến cảnh, liên tưởng đến cõi. À, hồi nãy chúng tôi có nói với quý vị đó là ba thứ tâm hiệp thế là dục giới, sắc giới và vô sắc đó, là những cái thứ tâm nằm trong hạng cục. Do đó nó có chữ avachara và tâm siêu thế thì nó không nằm ở trong hạng cục, nên không có chữ avachara. Chúng ta gọi là tâm siêu thế. Bây giờ thì quý vị một cái phần tiếp theo của bài học, đó là sự phân loại theo thứ tự. Vì nào mà học vào trong cái giáo trình thắng pháp tổng yếu thì quý vị nhớ rằng cái bản liệt kê khởi đầu như là tâm dục giới, sắc giới, vô sắc và tâm siêu thế. Dục giới là khởi đầu với tâm bất thiện, rồi tâm vô nhân. Vô nhân tức là không thiện, và với tâm định hảo. Thì cái trình, cái thứ tự phân loại này đó
trên thực tế nó là một sự phân loại dựa vào cái bộ phương pháp tập yếu. Và Ngài Tịnh Sự, khi mà Ngài vẽ bản nêu chi pháp đó, thì Ngài cũng sử dụng cái bản liệt kê này. Thật ra thì nó không phải là sai, nhưng mà chúng tôi muốn nói đến một cái sự phân loại khác mà đặc biệt phổ thông hơn, nhất là tương đối phổ thông đối với luận tạng của Phật giáo Bắc truyền như A Tỳ Đàm Câu Xá. Và ở bên Nam Tông thì cũng có, ở trong Tăng Pháp cũng có sử dụng. Dân kính cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Giám Đẳng cầm mic trở lại, trong rung còn nghe âm thanh của Ngài nữa. Dạ nghe không? Dạ quý vị có nghe không? Dạ xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ. Thì thưa quý vị, nó phân loại. Ta bắt thức. Và dĩ nhiên năm cái thức đầu tiên thì nó rất là đơn giản, nhưng mà qua phần ý thức thì nó lại mênh mông rộng lớn nhiều. Nhưng mà chúng ta phải nói rõ hơn là trong Thắng Pháp thì về phần ý không phải chưa có chia ý thức mà còn chúng ta nói ý giới và ý thức giới nữa. Cái chuyện nó cũng hơi dài dòng một chút. Và nói một cách khác nữa đó, thì thông thường theo cách trình bày hợp lý đó, thì trước nhất là chúng ta nói về những cái tâm mang tính cái cơ năng, tức là những tâm vô nhân. Rồi từ cái những tâm cơ năng xong đó, thì chúng ta mới nói qua tâm bất thiện, tâm tịnh thảo, rồi những cái tâm đáo đại như tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, rồi tâm siêu thế. Và cái cách mà khởi đầu với tâm bất thiện ở trong giáo trình này đó là dựa trên cái bộ Abhidhammata Sangaha của Ngài Aniruddha. Và cái bộ này đã là bộ sách gối đầu giường của chư tăng tại các quốc gia Phật giáo. Và ở trong đó có một vị rất là nổi tiếng là Ngài Sattama Chodhika, một vị tăng người Miến Điện giảng giải ở tại Thắng Pháp tại Thái Lan mà Ngài Tịnh Sự học lại. Và khi Tịnh Sự trường Việt Nam đó, thì Ngài là vị đã phát thảo ra cái bản nêu chi pháp mà chúng tôi gọi là bản đồ chi pháp đó. Thì trong bản nêu chi pháp quý vị sẽ thấy rằng khởi đầu với 12 tâm bất thiện, rồi mới tới những cái tâm nhãn thức dị thức của 18 tâm vô nhân, rồi mới tới tâm tịnh thảo. Ở đây chúng tôi muốn nhắc tất cả những học viên đó là Thắng Pháp Abhidhamma trong cách dùng từ và trong cách phân loại đều có những cái lý do đặc biệt. Nên chi khi mà chúng ta đi vào trong thế giới của ở trong cái môn học Thắng Pháp này đó, chúng ta không thể nói cho có nói về cách phân loại, mà chúng ta phải đặc biệt hiểu
và hiểu những từ vựng. Ví dụ như là có tâm bất thiện nhưng mà lại không nói đến cái đối ngược lại với tâm bất thiện là tâm thiện, mà nói là đối ngược với tâm bất thiện là tâm tịnh hảo. Và nếu mà có bất thiện, có tịnh hảo thì phải có cái tâm mang tới cái trung tính là không thiện, không bất thiện. Nhưng mà đưa ra ba cái thứ tâm: tâm bất thiện, tâm và tâm dùng giới tịnh hảo. Mình nghe rất là kỳ, nghe hình như là nó lõn trỏn sao đó, nó không có ăn với nhau. Thí dụ như là, giờ quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Dạ. Giờ quý vị có còn nghe chúng tôi nói được? Dạ. À, đối với, đối lập với tâm bất thiện phải là tâm thiện chứ. Không, tâm có giờ quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Nên thưa quý vị, cái cách mà đưa ra những bản liệt kê nó không hoàn toàn cái nào là đúng nhất, mà nó chỉ là tùy theo phương diện mà thôi. Dạ, tùy theo phương diện theo sáu thức, tùy theo phương diện mà chúng ta phân theo bốn loại tâm, tùy theo phương diện mà chúng ta nói. Do vậy, tại sao mà Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự và đặc biệt khi mà Ngài đụng tới môn Thắng Pháp thì Ngài phải đưa ra một cái bản nêu chư pháp, là cái biểu đồ chư pháp. Chúng tôi phải nói với quý vị Phật tử điều là nếu ngày xưa mà lúc mà quý đệ chúng tôi như Hòa Thượng Tịnh Siêu hay chúng tôi vào trong chùa đó mà học Thắng Pháp mà không có bản nêu chư pháp thì thật ra nó rối bời. Mình học hoài mình không biết cái tâm nào nó liên hệ đến tâm nào, nó nằm ở đâu đó. Dạ. Nó kỳ lắm thưa quý vị. Ví dụ như là chúng ta nói rằng cái tâm ứng cúng sinh tiếu, nó là một thứ tâm độc đốc, nó là một thứ tâm xử lý, nhưng mà nó không nằm ở trong
tâm siêu thế mà nằm ở trong tâm dục giới. Tâm dục giới mà nó không nằm ở trong tâm tỉnh hảo, mà nó lại nằm ở trong cái tâm vô nhân. Dạ. Cái vị trí mà nó đặt chỉ có khi mà đọc vào trong cái bản lưu chi pháp hay là biểu đồ chi pháp đó, thì dân già chúng nó mới nhận ra. Dạ. Là cái liên hệ của nó với đồ này và đồ kia. Và nếu quý vị học mà không có cái biểu đồ thì thực sự nó rất là phiền. Ngày xưa chúng tôi có thường cái thí dụ đó là khi mà chúng ta có một cái phân chia gọi là phân loại đó, thì nó có nhiều hình thức phân loại lắm. Ngày nay như chính phủ Hoa Kỳ cứ một thời gian 10 năm đó, họ có một lần làm một cái gọi là thống kê dân số. Cái thống kê này để cho biết cái dữ kiện về dân số, và dựa trên đó đó nó có những cái định hướng về phát triển xã hội, về kinh tế vân vân. Thì người ta có thấy nhiều cách chia. Thí dụ như chia theo lợi tức, cái thành phần nào là trung lưu, thành phần nào là giàu có, thành phần nào sống ở trong cái tầng lớp nghèo, hay là về giới tính, nam tính, nữ tính, đàn ông, đàn bà, hay là những người chuyển giới, hoặc giả là theo tuổi tác, những người trẻ tuổi, những người lớn tuổi, trung niên vân vân. Thì cũng chừng đó dân số, nhưng mà người ta phải có rất nhiều cái phân loại. Điều này không phải là vì người ta muốn tạo ra công việc làm hay ta muốn tạo cho vấn đề rắc rối, nhưng mà mỗi một cách phân loại đó nó lại có một cái lợi ích riêng, một cái giá trị riêng, một lời lạc riêng. Và riêng trong bài học này thì chúng ta đặc biệt phân loại tâm theo bốn loại là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tâm siêu thế. Nó cũng chỉ là một cách phân loại. Hay là khi mà chúng tôi còn nhỏ vào trong chùa đó, thì thường là hay có cái cách học bài tủ. Học bài tủ là tức là học thuộc lòng về cách đọc bản nêu chi pháp, mà hầu như là giống như bản cửu chương học mở lòng, thì nó tất cả là pháp có hai, là pháp tục đế, chân đế có hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi có hai, chánh pháp, sắc pháp, danh pháp có hai, là tâm và sở hữu tâm, rồi tâm rồi có hai, tâm hiệp thế, tâm siêu thế, tâm hiệp thế có ba, dục giới, sắc giới, vô sắc giới chẳng hạn. Thì chia cho vậy, thì cái cách chia theo bản nêu đó nó cũng có cái lợi lạc riêng. Nhưng mà chúng tôi nhắc quý vị rằng trong nhiều cách phân loại khác nhau đó, thì cách nào nó cũng có cái Dạ, xin lỗi quý vị, chúng tôi bị gián đoạn, quý vị có nghe lại được không? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ. Thì như vậy trong bài học ngày hôm nay đó, chúng ta xoáy vào hai điểm mà tất cả quý Phật tử nên nhớ, đó là một là tâm, nghĩa là gì? Tâm giác. Và thứ hai là cái cách phân loại tâm theo thắng pháp. Và ở trong cách phân loại này pháp tập biểu, chúng ta nói, ta cũng có dành ít thì giờ để nói về chữ avacara, và chúng ta cũng dành ít thì giờ để nói về nhiều cái cách phân loại cho nhiều cái góc cạnh nhìn khác nhau về tâm thức.
Chúng tôi cần chúng tôi chấm dứt tại ở bài học giảng ở tại đây để đi làm một vài công việc đi đổi lực cái mau thoát chút xíu. Rất là hoan hỷ là thấy có Hòa Thượng Tuệ Siêu đang có mặt ở trong lớp học. Kính bạch Hòa Thượng, không biết Hòa Thượng có nghe được không? Nếu Hòa Thượng Tuệ Siêu nghe được, xin thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu có lời giảng giải trong bài học ngày hôm nay, khi mà chúng ta nói về chữ tâm ở trong Phật pháp, không biết Hòa Thượng có nghe được không? Dạ, dạ, kính thỉnh Hòa Thượng. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng để điều chỉnh cái máy và sẽ trở lại trong giây lát. Dạ. Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào quý tu nữ, quý Phật tử. Trong thời gian chờ đợi Hòa Thượng Giác Đẳng chỉnh sửa cái máy của Hòa Thượng, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị về ý nghĩa của bài học hôm nay, cũng chung quanh trong cái vấn đề tâm và chia tâm. Khi nãy trong cái phần đầu, chúng tôi có nghe Hòa Thượng Giác Đẳng có đề cập đến cái vấn đề tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Rồi Hòa Thượng nói đến cái tâm giới như quả trạch. Và Hòa Thượng kết luận rằng là tâm mà được phân loại dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó không phải là giới hạn trong cái ranh cõi, ranh rắc. Thì ở đây chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị, chúng ta nói tam giới thi lô căn ở đây đó. Chữ lô căn là thế giới. Thì ở trong tiếng Hán Việt của chúng ta, chữ nào chữ avacara, chữ avacara cũng dịch là giới. Mà chữ lô cá cũng vậy, là giới. Chữ lô cá thì nó giới, nó có cái ranh rắc, chúng ta gọi là cõi dục giới, cõi dục hay cõi sắc, cõi vô sắc. Kama lô, arupa lô cá, arupa lô cá. Thì cái đó thì nó giới hạn theo cái ranh giới ràng. Nhưng mà cái chữ avacara thì nó không có bị hạn cuộc bởi cái ranh giới. Mặc dù chữ avacara chúng ta cũng dịch là giới, như là kama avacara, chích tá là tâm dục giới, hay rupa avacara, chích tá là tâm sắc giới, này arupa vachara chích tá là tâm vô sắc giới. Thì chữ dục giới, sắc giới, vô sắc giới ở đây không có nghĩa là nó nằm ở trong một khuôn khổ, mà chữ avachara đó nghĩa như thế nào, từ cái chữ avacharati, avacharati động từ avacharati có nghĩa là lùi tới hay là sinh hoạt trong cái phạm vi, sinh hoạt trong cái phạm vi, hay là lùi tới
Thí dụ như cánh đồng cỏ là cái chỗ avachara của cái loài trâu bò. Rồi ở dưới những ao nước đó, thì nó là avachara của cái loài thủy tộc, tôm cá gì chẳng hạn. Cũng vậy, rupa avachara có nghĩa là những cái tâm mà nó lưu tới cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nghĩa là cái cảnh giới của nó là sắc, thinh, khí, vị, xúc thường xuyên như vậy. Những cái tâm này thường xuyên ở bất cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, cho nên cái tâm đó gọi tâm sắc giới. Cũng như người ta nói rằng chuột đồng, loài chuột đồng tức là những con chuột mà nó chuyên sống ở đồng lúa để nó ăn lúa, cho nên gọi là chuột đồng. Còn gọi là chuột cống là tại vì những con chuột đó nó chuyên môn, nó chuyên sống ở dưới những cái cống rãnh đường phố, thì như vậy gọi là chuột cống, vân vân. Cho nên chúng ta nên hiểu cái chữ avachara là giới, nó khác với chữ luka. Hai cái nghĩa này nó không có giống nhau, cho nên chúng ta không có thể nhầm lẫn được. Bởi vì những cái tâm mà kamavachara, cái tâm dục giới đó, thì toàn thể 30 cõi hữu tâm, kể cả cõi phạm thiên sắc giới, cõi phạm thiên sắc, cõi phạm thiên vô sắc, đều có xài cái tâm dục giới cả. Chỉ có điều là đối với phạm thiên cõi sắc, phạm thiên cõi vô sắc thì không có xài tâm sân thôi. Bởi vì ở trên đó các vị này sống bằng cái tâm thiền. Tâm thiền là nó hạn chế cái sự nóng nảy, cho nên không có xài tâm đó. Chứ còn cái tâm tham thì có xài, tâm si có xài. Cái tâm thiện, dục giới có xài. Vị Phạm Thiên Sambati xuống thỉnh Đức Thuyết Pháp cũng bằng cái tâm thiện dục giới chứ. Chứ cái tâm thiện đâu có điều khiển cho cái khẩu hành mà Bạch Đức Thế Tôn xin thỉnh Ngài mở cửa bất tử. Khi mà thốt lên cái lời nói đó, phải là cái tâm dục giới, tâm đại thiện dục giới mới thốt lên được. Bởi tâm đại thiện dục giới là nó điều khiển cho khẩu biểu tri mới nói được. Chứ còn tâm thiền thì chỉ im lặng chứ không có nói. Tâm thiền thuộc về ý hành chứ không phải là thân hành khẩu hành. Rồi các vị phạm thi xuống đảnh lễ Đức Phật, cái hành động mà đảnh lễ Đức Phật cũng phải do cái tâm thiện dục giới, vân vân. Thì như vậy ở trong các cõi đều sử dụng tâm dục giới cả, nhưng mà sử dụng không hết là tại vì do cái tính năng của mỗi cõi, của mỗi loài mà có sự giới hạn tâm, chỉ vậy thôi. Còn như cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, chúng ta đừng nghĩ rằng tâm đó chỉ sanh ở trong cõi sắc và cõi vô sắc, không phải. Tâm quả sắc giới chỉ có mặt ở trong cõi sắc thì đúng. Tâm quả vô sắc thì có mặt ở trong cõi vô sắc thì đúng. Cõi dục giới không thể nào có những cái tâm quả này. Nhưng mà cái tâm động lực, tức là cái tâm thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, tôn sắc giới, tới vô sắc giới,
là ngay cả trong cổ dục giới chúng ta đó, các vị tỳ kheo hay các vị đạo sĩ hành thiền thì họ vẫn chứng đắc thiền như thường, chứng đắc thì sắc giới vô sắc giới như thường. Cho nên cái chỗ này đó chúng ta phải hiểu ở hai chữ, cái chữ tam giới trong cái câu tam giới như quả trạch, cái giới đó đó là chữ lô cá là khác, còn cái gọi là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới thì giới đó gọi là avacara, tức là cái sự lưu tới hay là cái sự chi phối cảnh như vậy. Rồi bây giờ chúng ta lại nói qua cái vấn đề phân loại. Thật ra đó thì cái việc mà phân loại tâm không phải là do ngài Anuruddha lại phân loại trong cái quyển, trong cái tác phẩm Abhidhammasangaha, không phải là do ngài, mà ngài y cứ vào cái bộ Dhammasangini, tức là cái bộ pháp tụ của bộ thứ nhất của cái tạng vi diệu pháp. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu là cái sự sắp xếp của các ngài nó có lý do chứ không phải là không có lý do. Bởi vậy giờ ở trong cái bản nêu chi pháp mà ngài Hòa Thượng Thiện Sự ngài vẽ, ngài sáng tác, ngài dựa trên cái bộ Abhidhammasangaha thắng pháp tập yếu luận, như thế nào, cái sự phân loại như thế nào? Trước hết chúng ta hình dung ra cái bản nêu chi pháp, phía bên tay trái của chúng ta là 121 tầng, từ trên xuống dưới là 54 tầng dục giới, nghĩa là phân giới hạn cái 54 tầng đó chung thành một nhóm. Nhóm đầu tiên, rồi cái nhóm thứ hai đó gọi là tâm sắc giới, Rupa Vachara Citta. Rồi cái nhóm thứ ba là tâm vô sắc giới. Rồi cái nhóm thứ tư là ở phía dưới cùng tám hàng đó, 40 tâm đó, 40 tâm đó thì gọi là tâm siêu thế. Như vậy trước tiên là các ngài phân loại là các ngài dựa vào cái gì? Preta Thamma, Mahakata Thamma, Appamana Thamma, dựa vào cái tâm đề hy thiểu, đầu đề tam đó, Tikamatika ở trong Thamma Sangini mà ngài phân loại. Cái tâm dục giới gọi là Preta Thamma là pháp hy thiểu, cái pháp ít mãnh lực. Còn Mahakata tức là tâm đáo đại đó thì có cái mãnh lực do định, do thần thông, tức là nó cũng tương đối là có mãnh lực lớn, ta ra mới gọi là đáo đại. Mahakata tức là đi đến cái chỗ rộng lớn, đạt đến cái chỗ rộng lớn về nỗ lực. Nhưng mà phải tôn chứng tuần tự, tức là từ đắc chứng được sắc giới, đắc chứng được tâm sắc giới rồi mới bỏ cái tâm sắc giới đó mới lên tới tâm vô sắc giới. Vì vậy cho nên 15 tâm sắc giới kê khai đứng hàng thứ nhì, rồi mới đến hàng thứ ba là tâm vô sắc giới. 27, 15, 15, 12 là 27, 27 tâm đấu đại đó được gọi là Mahakata Thamma, là cái pháp đáo đại. Rồi Pandita Thamma đó
Appamana Thamma, Appamana Thamma, pháp vô lượng đó, thì ở đây là chỉ cho cái tâm siêu thế. Cho nên cái sự phân loại đó theo trình tự thứ lớp của Đồ Đề Tam rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta học thân pháp đó, và chúng ta xem được trong mấy cái bộ như bộ Thamasangiri chẳng hạn, là chúng ta học bộ thắng pháp tại cái lượng không khó khăn gì, thưa quý vị. Cái sự phân loại nó rất là dễ. Rồi bây giờ chúng ta mới nói tại sao khi nói đến tâm dục giới thì các ngài đưa lên tâm bất thiện trước, rồi đưa đến tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân, 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, rồi mới đến 24 tâm dục giới tịnh hảo. 12, 18 là 30, cộng với 24 là 54, 54 tâm dục giới. Tại sao là các ngày sắp như vậy? Có lý do chứ không phải không có lý do. Để chúng tôi chỉ cho quý vị cái mẹo, quý vị biết được cái lý do này thì quý vị sẽ dễ ơi là dễ. Dễ đến mức độ mà chúng ta nằm chiêm bao chúng ta cũng còn trả lời được nữa. Là tại vì khi mà chúng ta nói đến bốn giống tâm, tức là cha tí, chính ta cha tí là giống tâm, giống hay là tính, thì thứ nhất gọi là kusala cha tí. Akusala cha tí là giống bất thiện. Bởi vì phàm phu chúng ta hãy khi nói đến tâm bất thiện, tham sân si thì ai cũng hiểu, cũng biết. Cho nên nói cái tâm bất thiện trước. Của tâm bất thiện là cái tâm mà phàm phu chúng ta ai cũng có, từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ thì không có ai mà thiếu. Nhưng mà nói đến tâm thiện thì khác. Tâm thiện thì có người có người có không, có người có ít, người có nhiều. Cho nên tâm bất thiện để sao? Học cứ là bất thiện, thiện, rồi đến quả. Quả tức là cái thành quả của thiện bất thiện. Rồi cái tốt, tức là cái gì phi quả phi nhân thì cái đó gọi là tốt. Kriya tức là tâm có hành động, không có quả của hành động. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ở trong bản nêu, khi mà các ngài sắc thì rõ ràng là có bất thiện, có thiện, có quả, có tốt. Tuy nhiên bất thiện ở trên là phải rồi, nhưng mà bị gián đoạn ở chỗ những cái tâm vô nhân. Mà cái tâm vô nhân đó đó, mà Hòa Thượng Giáo Đẳng gọi là cái tâm cơ năng đó. Chúng tôi quen xài cái tâm vô nhân theo ngài Hòa Thượng Sư Sử rồi. Bởi vì tâm đó ai hay tu các chết tắc là tâm vô nhân, tâm không có nhân tương ưng. Tại sao xen lẫn cái đó? Và bắt đầu từ cái tâm dục giới tịnh hảo, 24 tâm thì có 8 tâm đại thiện, tâm đại quả, 8 tâm đại tốt. Rồi tâm sắc giới cũng có thiện sắc giới, quả sắc giới, tốt sắc giới. Rồi tâm vô sắc giới thì cũng có thiện vô sắc, quả vô sắc, tố vô sắc. Rồi tâm siêu thế cũng có thiện siêu thế, quả siêu thế. Thì như vậy ở dưới ổn nè. Còn ở trên tại sao vậy? Thưa quý vị, thật tình thì 18 tâm quả vô nhân đó, đó là hai loại tâm, là tâm quả, tâm tố. Thế nhưng tâm quả tâm tố tại sao đem xen vào ở giữa chỗ này? Bởi lý do là khi mà đề cập đến tâm chia có hai, là tâm vô tình hảo và tâm tình hảo, tức là cái tâm không tốt, không tốt đẹp và cái tâm tốt đẹp. Cho nên khi mà đề cập đến 12 tâm bất thiện là tâm vô tình hảo, mà vô tình hảo asophanat chết tá đó, tâm vô tình hảo kiểu này đó, thì có nghĩa là nó
vô tình hảo, bởi vì nó không có cái tâm sở tình hảo phối hợp, mà nó lại có tâm sở bất thiện phối hợp, cho nên nó vô tình hảo đậm đặc hơn. Còn cái 30 tâm hay còn 18 tâm chân đó, nó cũng được gọi là vô tình hảo. Nhưng mà vô tình hảo này có nghĩa là không có nhân thiện, nhân tình hảo, vô tham sân si, không có cái tâm sở tình hảo phối hợp, nó trơ trọi đi. Mặc dù nó không có tâm sở bất thiện, nhưng mà nó cũng không có tâm sở tình hảo. Vì vậy cho nên nó cũng gọi là tâm vô tình hảo, asopanacitta. Như vậy thì sở dĩ sắc như thế, sắc ở phía sau cái tâm 12 tâm bất thiện là vì để tập trung 30 tâm vô tình hảo, asopanacitta. Sắc dễ mình khỏi phải đi tìm ở đâu xa, mình gom cái lậu nhóm vô tình hảo. Rồi mới bắt đầu những cái tâm ở dưới đó, là chúng ta mới nói đến tâm tình hảo. 91 tâm tình hảo nằm ở phía dưới là gồm 24 tâm tình hảo dục giới, 8 đại thiện, 8 đại quả, 8 đại tốt là 24. 15 tâm sắc giới là 5 thiện, 5 quả, 5 tố sắc giới là 15. Rồi 12 tâm vô sắc giới là 4 thiện, 4 quả, 4 tố. Vậy là 12 tâm vô sắc. Rồi 40 tâm siêu thế là 20 tâm đạo, tức là tâm thiện siêu thế và 20 tâm quả siêu thế. Như vậy thì 24 tâm dục giới tịnh hảo cộng với 15 tâm sắc giới, 14 tâm vô sắc giới, và cộng với 40 tâm siêu thế, tổng cộng là 91 tâm tịnh hảo để một nhóm đó. Như vậy 30 tâm vô tịnh hảo và 91 tâm tịnh hảo gom lại thì là 121 tâm. Quý vị thấy là cái sự phân loại sắp xếp như thế đó ổn quá đi chứ, quá ổn. Chứ tôi nghĩ rằng là ở trong thánh pháp là cái luận, khi mà các ngài chia ra như vậy thì sắp xếp đâu vô đó chúng ta cũng dễ học thôi. Có điều là chúng ta phải nắm bắt được là sự phân loại của tâm khi mà sắp xếp kiểu này đó, có nghĩa là trước hết sự phân loại theo phương biến, tức là theo lĩnh vực kamavacara phương biến, là lĩnh vực dục giới. Rupa vachara phumi là lĩnh vực sắc giới. Arupa vachara phumi là lĩnh vực vô sắc giới. Lokottara phumi là lĩnh vực siêu thế. Như vậy chúng ta nắm được 4 cái phumi đó, tức là chúng ta chia được, chúng ta phân loại được. Rồi lại nữa, chúng ta phải các ngài phân loại theo hai cách, gọi là asopana vô tình hảo và sopana là tình hảo, phân theo cái lĩnh vực gọi là sofa sopana phê đá. Thì thêm một cái khía cạnh thứ hai, cái khía cạnh thứ ba là các ngài lại phân theo cha tí phi đá, tức là phân theo giống tâm hay đặc tính của tâm, tức là thiện là bất thiện, thiện quả và tốt. Thế là ba cái khía cạnh này nhập lại nó mới ra cái bản đều 121 tâm của chúng ta. Cho nên ở đây chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái ý nghĩa thứ nhất, là ý nghĩa của cái chữ gọi là giới avacara và giới loka. Rồi chúng ta chia sẻ cái phần thứ hai là nói đến cái sự sắp xếp phân loại
tâm. Thứ lớp của trước và sau là nguyên nhân gì? Chúng ta chia sẻ với quý vị. Chắc có lẽ là giờ này Hòa Thượng Giác Đẳng có thoải mái, có mic được. Nếu được xin cung thỉnh Hòa Thượng trở lại với bài học ngày hôm nay của Hòa Thượng. Như vậy là chúng tôi tiếp tục nói nữa. Đã giờ quý vị nghe chúng tôi nói nó có liên tục và có nghe rõ không? Chúng tôi cũng quên hỏi quý vị. Vậy tốt quá. Vậy được rồi. Cũng may là còn cái đường nét của chúng tôi. Nhưng mà không sao cả, chúng tôi ở đây thì cũng đỡ cái là có gì thì để Đức Từ Trì sẽ chạy xuống để lo cái phần đó. Cho nên cũng đỡ, còn bên kia Thượng Tọa Giác Đẳng một mình, một thân một mình phải lo sửa chữa cái này cái kia. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến tâm là chúng ta phải biết được bốn ý nghĩa của tâm, thì gọi là attha, tư ý nghĩa của tâm. Bởi vì cái chữ khi chúng ta nói đến tâm mà chúng ta không định nghĩa được tâm là cái gì, hay chúng ta chỉ định nghĩa một khía cạnh như vậy là chưa đủ. Ngài Hòa Thượng Thiện Sự Ngài cũng có nói như thế này nè. Tại sao người ta phải làm cái lý lịch? Bởi vì nếu mà gặp người đó chỉ biết tên của người đó thôi thì như vậy chưa đủ, thiếu gì người trùng tên. Do đó cho nên người ta phải làm cái lý lịch trước hết. Là cái tên họ, ngày tháng năm sinh của người đó. Sau đó mới phải biết thêm nghề nghiệp của người đó là gì. Phải biết thêm là người đó hiện thường trú ở đâu. Họ thường trú ở đâu. Rồi còn thêm cái nữa là phải biết nguyên quán, tức là gốc cha mẹ sanh ra người đó là ai, cha tên gì, mẹ tên gì. Người ta làm việc hành chánh đó, khi người ta nắm được cái nhân thân của một con người, của một người công dân, trong người ta phải nắm cái lý lịch như vậy. Mà chúng ta học về tâm, bất cứ tâm nào, chúng ta học về 81 pháp thực tính, là chúng ta phải hiểu mỗi pháp thực tính như vậy có một, nó có lý lịch. Trước hết lý lịch của tâm đó, phải đặc tính của tâm là gì, lakkhana, phải nắm được cái đó. Thứ hai phải biết cái chức năng của tâm đó, của tâm làm việc gì, rồi ra sát. Thứ ba là phải biết cái sự biểu hiện, cái biểu hiện của tâm đó là gì, gọi là pachupatthana. Pachupatthana
Và cuối cùng là phải biết nhân cần thiết trợ sanh ra tâm là gì, giống như là biết gốc gác cha mẹ vậy đó. Thì cái gọi là Padatthana á, nắm được bốn cái đó quý vị: đặc tính, chức năng, biểu hiện, nhân gần, rồi vậy là xong. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói đến tâm, trước hết cái đặc tính lakkhana của tâm là gì? Năng trì cảnh. Năng trì cảnh tức là tâm là sự biết cảnh, sự biết cảnh. Đặc tính của tâm là biết cảnh. Rồi chức năng của tâm là gì? Chức năng của tâm đó gọi là Puppangama. Puppangama Rasa là nó dẫn đầu các cái tâm sở. Dù chúng ta họ tưởng hành thức, nhưng mà thật ra thức nó là dẫn đầu. Cũng như như khi mà người ta kê khai ở trong cái thành phố đó, có bao nhiêu công ty, người ta chỉ nắm lấy cái công ty thôi. Rồi trong mỗi công ty như vậy có bao nhiêu công nhân, có bao nhiêu nhân viên làm việc, thì cái chuyện đó hạ hồi phân giải. Cũng như khi mà chúng ta nói đến tâm, có tâm thiện tâm quả, có thiện tâm bất thiện, tâm quả tâm tốt. Rồi sau đó chúng ta mới nói ở tâm bất thiện có nhiều tâm sở phối hợp. Cũng giống như là chúng ta nói công ty có bao nhiêu công nhân làm việc vậy đó. Rồi tâm thiện có bao nhiêu tâm sở phối hợp, tâm quả có nhiều tâm sở phối hợp, tâm tốt có nhiều sở phối hợp. Như vậy thì thức quẩn chúng ta phải biết là nó dẫn đầu, nó tiêu biểu cho thọ tưởng hành. Cho nên chính vì chỗ đó mà tại sao ở trong thanh tịnh đạo, ngài Bút Thất Cô Sáng, ngài lại đưa, khi mà nói đến ngũ quẩn thì ngài nói đến tứ dinh quẩn, thì ngài đưa thức quẩn nói trước. Ngài nói rằng bởi vì thức quẩn cái vai trò của nó, mặc dù nó đồng sanh với thọ tưởng hành, nhưng mà vì nó là số nhiều, 121 thức, 121 tâm, cho nên nó dẫn đầu. Cũng như khi mà chúng ta đi du lịch, có bao nhiêu cái đoàn du lịch, người ta không cần biết cái số lượng bao nhiêu, mà trước hết mỗi đoàn du lịch như vậy người ta nắm trưởng đoàn thôi. Khách sạn nó chỉ làm việc với trưởng đoàn được. Vô trong các khách sạn nhà nghỉ thì trưởng đoàn là cái người mà phải đi giao dịch đặt phòng cho cả đoàn. Mặc dù anh ta cũng là một trong những thành viên của đoàn, nhưng mà cái vai trò anh ta rất quan trọng. Cũng như tâm, cái vai trò anh rất quan trọng đối với cái chức năng của nó, là đối với tâm sở thì nó rất là quan trọng. Rồi cái thứ ba nữa gọi là sự biểu hiện, hay là ngài hòa thượng tiên sử ngài dịch là sự thành tựu của chúng bát thanh á. Nhưng mà chúng bát thanh á chúng tôi không muốn xài chữ thành tựu, nó sẽ bị nhầm lẫn với chữ khác, cho nên chúng ta gọi là cái sự biểu hiện. Cái sự biểu hiện ở đây tức là cái sự nó hình thành như thế nào. Sự biểu hiện đó, cái sự biểu hiện của tâm có nghĩa là nó tiếp nối nhau sanh diệt. Tiếp nối nhau sanh diệt. Hãy gọi là tâm thì có nghĩa là từng sát na tiếp nối nhau sanh diệt, không gián đoạn ở trong đời sống này.
một chuỗi dài của dòng tư tưởng, một chuỗi dài của dòng tư tưởng gồm có những sắc na tiếp nối nhau sanh diệt. Cái sanh ta tí đó tức là cái sự tiếp nhau đó, cái đó là biểu hiện của chúng ta thành ná của tâm. Chúng ta phải nắm được cái chỗ đó. Rồi cuối cùng thì chúng ta nói phát rất thành ná, tức là nhân sanh tâm. Nhân sanh tâm thì nó có nhiều. Nhân sanh ra cái sắc na tâm thì cũng có nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta nói Padatthana là nhân gần nhất. Nhân gần nhất thì ở đây nhân gần nhất để mà tâm sanh đó là phải có cảnh. Cái đó là đương nhiên là phải có cảnh. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là không phải chỉ có một nhân này thôi, nhưng mà gần nhất là phải có cảnh. Bởi vì tâm biết cảnh cho nên phải có cảnh mới sanh được. Còn những khác chẳng hạn như là tâm nó sanh là do hội đủ cái yếu tố có thọ, có tưởng, có hành, quẩn, rồi nó phối hợp chung thì nó phối hợp chung với thức quẩn nó mới tạo ra cái sắc, cái gọi là chích tức và đá sắc, gọi là tâm sanh được. Hoặc là có sắc vật thì tâm nó mới đương sanh được. Nhưng mà nói vậy chứ ở cõi trời vô sắc thì không cần phải Phật, bởi vì vô. Nhưng mà ở cõi dục của chúng ta đó, hay là cõi sắc giới hữu tưởng thì phải có. Để cái tâm nhãn thức sanh lên thì phải có nhãn vật là con mắt. Nhĩ thức sanh lên phải có nhĩ vật là lỗ tai, cái màng nhĩ ở trong đó. Lỗ mũi là cái chỗ nương cho tỷ thức, lưỡi là chỗ nương cho thiệt thức, thân là chỗ nương cho thân thức. Nhưng mà cái sắc ý vật, tức là sắc nghiệp ý vật đó, trong khắp chỗ thân chúng ta nói lại là chỗ nương cho tất cả tâm. Thì như vậy thêm một yếu tố, thêm một cái nhân sanh nữa là phải có sắc vật. Nhưng mà ở trong kinh nói rằng tâm sanh cũng do nghiệp. Bởi vì thưa quý vị, một người trong đời quá khứ họ tạo cái thiện nghiệp nhiều, cho nên nó trở thành cái thường cận y duyên. Nó quen rồi bây giờ dễ sinh khởi tâm thiện. Còn một người đã từng làm điều ác nó quen rồi, bây giờ dễ sinh tâm bất thiện lắm. Như vậy nó còn ảnh hưởng đến cái nghiệp nữa chứ, ảnh hưởng cái nghiệp mà phát sinh lên tâm. Hay là cái tâm quả phát sinh rõ ràng là do nơi nghiệp, tức là tâm thiện hay tâm bất thiện quá khứ mà tạo ra tâm quả hiện tại, là các vị từ nghiệp duy cũng có. Cho nên ở đây là chúng ta phải hiểu như vậy. Bốn khía cạnh gọi là bốn ý nghĩa của tâm. Dừng lại chỗ đó chút, xin hỏi quý vị và thượng giác đẳng có mặt ở trước mái trường. Dạ có. Dạ dạ. 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 Trở lại với những sở của mình. Dạ. Xin mình rất là nhiều. Dạ. Thì rất nhiều. Cái bệnh chiều tục và từ quý vị. Thật ra thì đã tìm một cách rồi, là uninstall cái Paul Talk rồi install trở lại như chưa được. Cũng như không biết bây giờ gì sau mấy hôm nay cái Paul Talk dùng qua điện thoại nó cứ bị kick out ra khỏi room hoài. Thì chúng ta cứ tạm về. Thật ra thì có rất là nhiều điều để chúng ta nói về đề tài ngày hôm nay. Nhưng mà chúng tôi, thưa quý vị, một điểm mà nói về tâm thức á, nếu quý vị nào đọc ở trong An Chi Bộ Kinh đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng này Chi Tỳ Kheo, cái tâm này thì chói sáng. Dạ, tâm này thì chói sáng. Cái bản chất của tâm là biết cảnh đó, thì cái biết đó, nó là cái gì gọi là cái ảo diệu của cuộc sống,
cái đặc điểm của cuộc sống. Tâm là cái biết. Nó giống như trong trường hợp quý vị thấy một cái phi thuyền được gửi lên trên quả tinh hay một tinh cầu xa xôi đó, mà thuyền đó đó một khi nó còn hoạt động là cái chip của nó còn hoạt động, mà cái chip còn hoạt động đó thì nó có thể thu thập dữ kiện và nó sẽ gửi dữ kiện về trái đất. Thân của chúng ta khi còn cái tâm đó, cái đặc tính của tâm, cái đức cảnh đó Đức Phật gọi là chiếu sáng, chói sáng. Nhưng mà từ đây đó, nó lại đi vào trong một cái ngã rẽ về cái hệ chiếu Phật giáo. Đó là người ta đưa ra một cái lập thuyết, lập thuyết chúng ta nói là Bodhicitta. Bodhicitta gọi là phần tánh. Thì ở trong cái quan niệm về Bodhicitta rất là phổ biến trong Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tây Tạng, mà đặc biệt ở trong Thiền Tông đó. Nói đến điều là cái bản tâm, tự tâm đó, nó là thanh tịnh, nhưng mà trong vòng luân hồi thì nó bị vọng thức che phủ, bao phủ, nên khi cái tâm đó nó bị lu mờ. Người ta tu tập đó, là làm sao để xóa đi cái vọng thức đó, làm hiển lộ cái chân tâm phần tánh. Thì khi mà nói như vậy đó, nó đưa người ta vào một cái ý niệm là có một cái thứ trường cửu, nó tương đương với một linh hồn hay một tư ngã trường cửu. Cái linh hồn đó nó bị vọng thức bao phủ, và điều này nó đưa Phật giáo lại gần với Hindu, gần về với Bà La Môn giáo. Nhưng mà thật ra trong Thắng Pháp á, thì nói rằng cái bản chất của tâm là biết cảnh, là chói sáng. Nhưng mà cái sự tương hợp của tâm đối với các thuộc tánh á, ví dụ như tâm nào nó cũng có những thuộc tánh tợ tha, là cái thuộc tánh nó đi với thiện thì thành thiện, đi bất thiện thành bất thiện. Rồi có những cái thuộc tánh đó, nó gọi là bất thiện, thì thuộc tánh bất thiện đi với tâm đó, tương hợp với tâm, thì do sự tương hợp đó tâm trở thành bất thiện. Và cái thuộc tánh đi với tịnh hảo đó, tịnh hảo thì cái tâm đó gọi là tâm tịnh hảo. Thì bây giờ cái vấn đề mà chúng ta nói tại đây là dù chúng ta nói cái tâm là biết cảnh, là chối, nhưng mà trong Phật giáo không hề nói rằng cái tâm đó đó là hàng cửu. Dạ, tức là tâm đó có sanh diệt. Dạ, có sanh diệt, có biến đổi, có sanh diệt, chứ không phải là nó luôn luôn tồn tại có mặt như là một thứ linh hồn trường cửu. Và một điểm khác mà chúng ta nên nói là khi tâm sanh khởi đó, thì nó là một cái sự hùng hàm của nhiều yếu tố. Chúng ta dùng chữ hùng hàm á, như trường hợp quý vị mở ra một công ty thì có người dạ đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát ở nhà đã rất mít rồi ạ. Dạ con trí ơn sư. Dạ, con cung thỉnh Ngài Tệ Siêu cầm mít trở lại. Được, Ngài Hòa Thượng Nhất Đẳng đã rất mít rồi, mất nét rồi ạ. Nếu Ngài Tệ Siêu dùng nước rồi, con cung thỉnh Ngài cầm mít trở lại.
Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, thường tọa tùy quyền có trước máy không Phật sư? Nếu thường tọa tùy quyền có trước máy, đợi Bích dùm Ngài Hòa Thượng nhắc đẳng một chút ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, ngày thường tọa tùy quyền có trước máy không ạ? Lúc nãy chúng con thấy kết của sư đen con, chúng con đã dâng mít mới rồi đó. Dạ, con kính dâng mít đến thường tọa tùy quyền. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tam Mai, giá Nam mô Sa Khai, giá cho tôi được chứng được nghe đó. Dạ. Dạ, bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin điều khuyết cho Hòa Thượng nhất đẳng thì trục trặc một chút xíu trong giây lát. Thì hôm nay chúng ta học về tấn pháp mà nêu lên các thể tài của bốn pháp đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và bốn siêu thế. Thì chúng ta đã được nghe tất cả những cái sự định nghĩa, cái sự giảng cái sự giải thích của Hòa Thượng Tề Siêu cũng như Hòa Thượng Nhất Đẳng. Có thể nói rằng là trên tinh thần của cõi dục giới, tức là ở cõi mà hưởng dụng này, nó đầy đủ sắc thinh khí vị xúc pháp, sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, thân dục và pháp dục. Đây là sáu cái pháp mà tôi nói tất cả chúng sinh có mặt ở trong cuộc đời bị lôi kéo, bị bao trùm, bị cái phiền não tiềm nhiên nó ngủ ngầm nó dẫn dắt. Xin tự tri cứ khi nào chúng tôi nói và thượng nhất đẳng đã vào thì trở lại thì xin sư tự tri cứ báo để chúng tôi thỉnh hòa thượng. Dạ, cảm ơn sư tự tri. Dạ, thì tự quyền ơi đã vào rồi nhưng mà nó vẫn trục trặc á. Thượng tọa Quan Hỷ nói tiếp cho phần còn lại giùm cho. Tại vì bữa nay sau cái sóng của mình là nó yếu quá. Dạ, thượng tọa Quan Hỷ giúp cho nói khoảng chừng 10 phút rồi thượng tọa. Dạ. Dạ dạ một phần. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ dạ, con cố gắng. Dạ. Thì kính thưa quý vị, ở trong cõi dục mà chúng ta là người của ở cõi dục, thì chúng ta thấy so với ba cõi, cõi dục tức là cõi thấp nhất. Nhưng có thể nói rằng cõi dục này, cũng chính cõi dục này, chúng ta phải tạo các công đức thiện sự, chúng ta nhớ như vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình nên sanh về cái độ cõi, cõi trời kia, như vậy thì nó mới gọi là tốt đẹp. Còn mình bây giờ mình sanh ở cái sắc giới thì sẽ có cái sự tiến triển cao hơn, nhưng chưa chắc. Chúng ta đã ra vào rất nhiều lần cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Chỉ ngoài từ cõi sắc giới mà năm cõi tình cư chúng ta không ra vào thôi. Còn trong tam giới này chúng sinh ra vào rất nhiều lần. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta đã đi qua tất cả. Còn cõi dục này quá nhiều lần. Nhưng quá nhiều lần này chúng ta ít có tạo thiện sự. Và chúng ta tạo cái ác sự nhiều cho nên chúng ta mới trầm luân sinh tử cho đến ngày hôm nay. Đến với cõi dục, cõi mà hưởng dục, muốn dục đó, nhưng điều mà cũng là cái cõi này tạo được các công đức thiện sự. Và đặc biệt, tức là chính cõi này mới có thể chứng đắc thánh quả. Chúng ta phải nhớ như vậy. Cũng như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử tạo được nhiều điều phúc lạc. Nếu biết trân quý, cái tranh thủ cái tấm thân ngũ uẩn này để chúng ta tạo các công đức thiện sự thì điều đó là một điều hết sức là tốt đẹp. Bởi vì được một kiếp sống làm người, được hiểu được Phật pháp thì chúng ta
phải nhớ rằng chúng ta cố gắng tạo các thiện sự đành rằng để cái phiền não luân hồi, cái phiền não tiềm nhiên, cái dục sân mạng nghi kiến chấp vô minh tiềm nhiên nó trợ tạo cho ta hay bộc vượt phối kết, nó nhấn chìm, nó cột trói, nó bao phủ chúng ta ở trong cái con đường sanh tử. Nhưng chúng ta cũng nhớ, chúng ta cũng cố gắng tạo cái thiện sự ba la mật, đó cũng là chính là một hành trang cho chính mình, đó cũng chính là nghiệp trắng nghiệp đen sẽ kết được nghiệp quả, nghiệp trắng nghiệp kết quả được quả trắng quả đen. Thật sự nếu như một sự tiến tu một cách thẳng tới thì đều quá tốt đẹp. Nhưng cái chuyện muốn của chúng ta là một chuyện, cái phiền não của chúng ta là một chuyện thứ hai, nó ngăn nó cản, làm cho chúng ta hết sức là khó khăn, chứ không phải là một dễ dàng và thành tựu đâu quý vị. Tâm mình có một cái khẳng quyết, có một trí tuệ, có một sự ly dục, có một sự quyết định. Nhưng cái quyết định đó ngay trong hiện tại chúng ta quyết định rất là mạnh mẽ, nhưng nó bị bào mòn, nó bị đổi thay do cái phiền não của nó khởi sinh lên. Là chúng ta cảm thấy chán nản, hay chúng ta cảm thấy nghi hoặc, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, thế là chúng ta sẽ bị lừng khừng, chúng ta sẽ bị chậm, bị cái sự lười nhác hay là cái sự uể oải, cái sự chán chường nó xuất hiện, thì đây chính là một sự nguy hiểm. Thì nó che khuất là chúng ta chào thua ngay. Bởi vì chứ đừng có mà đại ngôn mà chúng ta tự cho mình là mình sẽ không bao giờ như thế này, sẽ không bao giờ như thế kia. Đừng có nói, đừng có vội vàng như vậy. Chứ không nên vội vàng như thế. Bởi vì do cái nghiệp của chúng ta đã ngâm tẩm, chúng ta đã mê lầm biết bao nhiêu rồi, không dễ dàng mà phá vỡ đâu. Nhưng chúng ta phải có tầm quyết tâm. Ví dụ như gặp con đường chánh đạo thì tất cả những gì thuộc về tà đạo chúng ta không quan tâm, chúng ta chống trái. Thì cái sự chống trái đừng có gì phải sợ hãi, vì thương, vì ghét, vì lo sợ, vì nể gì, mà chúng ta bỏ đi một cái ý niệm ban đầu. Chúng ta ở trong cái kiếp cõi người này, chúng ta biết trân quý. Chúng ta biết trân quý đó thì chúng ta sẽ được rất là nhiều cái điều tốt đẹp. Bằng ngược lại thì chúng ta sẽ cảm thấy hết sức là bất lợi khi biết là phiền não, biết là khổ đau, nhưng chúng ta không vượt qua. Khi mà tâm thư hiện nay có đầy đủ sức, có đầy đủ cái điều kiện và tâm trí đang vững chắc đây, mà không có một sự tiến tu, không có một sự quyết định cao cả thì rất là uổng. Cho nên đối với khẩu dục này, nó là biến chuyển rất là nhanh chóng trong cái sự thay đổi của vô thường, khổ não, vô ngã, trong cái sự thay đổi của sắc thân người này. Và chúng ta thấy thân xác, tinh thần và mọi điều kiện nó không có an ổn, nó không có tốt đẹp và nó không có an toàn với bất cứ lý do gì. Chúng ta muốn được đó, nhưng điều mà còn tùy cái duyên, còn tùy cái nghiệp, còn tùy cái phước của chúng ta, nó có được hay không và nó có hay không, đó mới là một vấn đề mà phải nói rằng là cái sự tiến tu này ở cái cõi dục này rất là quan trọng. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta sẽ cố gắng chúng ta tu để chúng ta tiến về các cái cõi sắc giới và vô sắc giới. Cái điều đó là chúng ta nói. Nhưng ngay cả ở trong cõi dục này mà chúng ta biết ly tham, biết cởi bỏ những cái cột trói, biết bớt chấp, biết bớt sân,
bất ái luyến là lành thay. Đừng có đổ thừa hoàn cảnh, vì đừng có lý do tại bị, và cũng đừng có nhìn người mà chúng ta khen, chúng ta chê, hay chúng ta có sự so sánh. Tất cả mọi người có cái nghiệp riêng, mọi người có một cái duyên, mọi người có cái nghiệp, không ai giống ai hết. Tại vì tâm nó dị biệt, tâm nó dị biệt thì nghiệp chắc chắn rằng cũng dị biệt, nghiệp và quả nó cũng dị biệt. Cho nên dạ, Hòa Thượng đã trở lại rồi ạ. Thế vâng, dạ, kính trường trường tập thực quyền. Thưa quý vị, rất là tiếc là không hiểu sao mà trong hai ngày giảng của chúng tôi đó có những đề tài hết sức là quan trọng như bài kinh chư Pháp Luân và bài kinh hôm nay đó, thì chúng tôi gặp các đừng truyền gián đoạn hoài, nên cũng may là có Hòa Thượng Tề Siêu tòa Tây Nguyên chư Tôn Đức giúp. Chúng tôi cố gắng nói thêm để quý vị có thể nắm được bài học này, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp để trở lại những điều này, bởi vì đáng lẽ phải nói liên tục. Ở đây nó có một điều mà rất là dễ nhầm lẫn khi mà người học Thắng Pháp về cái gọi là tâm. Quý vị có biết rằng tâm á có thể là một, mà tâm có thể là 121. Khi mà chúng ta nói là tâm là một đó, thì chúng ta không nói là cái tâm nó không đi với các thuộc tánh. Nó riêng biệt, như là chúng ta nói thức quyển riêng là thức quyển, rồi thọ quyển, tưởng quyển, hành quyển, nó thuộc về thuộc tánh, nó thuộc về tâm sở. Thì cái đó chúng ta nói tâm có một, tức là tâm chỉ có cái vai trò là biết cảnh thôi. Nhưng mà khi chúng ta nói đến tâm 121 đó, thì chúng ta nên hiểu là 121 tâm có nghĩa là một thứ tâm, như là tâm bất thiện, tâm đại thiện, tâm sắc giới, tâm chiều thế v.v. Thì những thứ tâm đó nó đã cộng chung với thuộc tánh. Cái này là cái mà lộn xộn trong Thắng Pháp. Có nhắc tôi chi tiết kêu tâm này là một cánh hôn trầm thủy miên ấy, thì nó không có chói sáng nữa, nó cũng còn biết cảnh ấy, nhưng mà cái tâm đó nó bị những thứ khác. Thành ra khi mà Thắng Pháp mình hiểu là nói thì nó lộn xộn, giống như là quý vị nào mà mới qua bên Mỹ á, và mới qua bên Mỹ á, thường chúng ta hay gặp chuyện rắc rối là chúng ta vào mua cái TV thì người ta hỏi mình cái bao nhiêu tiền, thì họ đưa cái giá tiền đó, nhưng mà giá tiền nó chưa cộng thuế. Hay là vị nào mà đi mướn xe ở California, chúng ta xuống phi trường mướn xe đó, chiếc chỉ có để giá thuế này, đường giá thế, vì đi qua các trạm thu phí mà họ tính đủ thứ trong hết. Thì bởi vì người ta nói rằng cái lĩnh kỉnh đó, vậy mà nó lĩnh kỉnh, nhưng mà nó lại làm lớn chuyện. Thì cái tâm cũng vậy, khi nói tâm là biết cảnh đó, thì nó có chuyện gì hay biến hành xúc bạn căn chuyện đó nó cũng vào, nhưng mà
tánh. Thì các trời, giờ quý vị có nghe được không? Dạ, đạo tràng hoan hỷ, chờ trong giây lát ngài lại rớt nét nữa rồi. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Dạ, quý vị có nghe lại được không việc? Dạ, quý vị có nghe? Dạ. Thưa vị, thì chúng ta phải cẩn thận cái chữ tâm ở trong thắng pháp. Đây là một vấn đề rất là rối. Dạ, rất là rối. Ngay cả tâm ý thức cũng là rối. Dạ. Nhưng mà chúng ta học từ từ rồi chúng ta quen thôi. Dạ, chúng ta học từ quen. Ví dụ như là quý vị ở trong đời sống thức ăn thì đôi khi lấy ví dụ như người Mỹ đó, cái gì họ gọi là tôm cá, họ gọi là seafood hết. Dạ, seafood chúng ta tạm gọi là đồ biển. Nhưng mà đối với người Việt Nam chúng ta đó thì mình phân rất là rõ là cá biển khác và cá nước ngọt khác. Dạ, rồi chúng ta nói là seafood đáng lẽ chỉ là cá nước mặn thôi. Nhưng mà trong tiếng Anh seafood thì bao gồm cả nước ngọt, nước mặn. Nhưng mà còn ở trong tiếng Việt còn cá trắng và cá đen nữa. Còn có cá sông, cái đó mình ở lâu mới biết. Còn nếu mình không biết thì mình cái nào cũng là seafood hết. Cái nào chỉ là tôm cá. Khi chúng ta học về thắng pháp, về tâm á, người nói đại khai là tâm là một thì cũng phải, mà tâm là 121 cũng phải, tùy theo cách phân loại của mình. Và sau cùng thì chúng tôi muốn nhắc quý vị một điểm khác. Khi chúng ta đề cập đến tâm theo Phật giáo đó, và theo Phật giáo thì riêng ở trong phần thắng pháp mà chúng ta học đó, thì quý Phật tử nên lưu ý thời gian đầu mình học đó, tất cả mọi thứ, mình biết không hết đâu, mình biết không hết, tâm nó có nhiều khía cạnh lắm. Cho đến khi nào mà mình trải qua từng chương một, ví dụ như học hết tâm rồi thì mình học tới thuộc tánh của tâm, rồi học hết thuộc tánh tâm, học về diễn trình của tâm, thì lúc đó dần dà thì chúng ta mới khám phá rằng hồi trước mình hiểu như vậy, hiểu thế kia. Chúng tôi nhớ chúng tôi quen với một vị sư đó, và vị sư đó cứ nghĩ rằng vị sư học cũng lâu lắm á, bỗng người dùng giới chỉ xài tâm vô sắc. Vị kia đó rất là ngạc nhiên khi nghe nói rằng có những tâm dục giới mà lại có những người ở cõi đại tới, vì nghe lạ quá. Dạ, thực ra thì nó cũng không có gì lạ lắm về điểm này, nhưng mà nó vốn là như vậy đó. Dạ, nó vốn là chúng ta cần phải để ý. Dạ, và không nên đem những cái khái niệm mà chúng ta thường có hay là khái niệm từ trong kinh tạng để mà pháp thắng pháp cho chúng ta. Nhiều khái niệm giảng lấy có thể mình chỉ nói đến vai trò thực sự của tâm thiện và tâm bất thiện, hay là mình nói là khổ và vui. Nhưng mà trong thắng pháp thì nói rằng cái thọ khổ nó cũng có quan trọng của nó, thọ lạc quan trọng của nó, mà cái thọ xả không khổ không lạc nó cũng có quan trọng của nó. Và hay là ở trong đời sống tu không phải chỉ có thiện và bất thiện, nhưng khi mình đào sâu vào trong Phật học đó, thì giữa cái thiện bất thiện được cái không thiện không bất thiện cũng có cái quan trọng của nó. Thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bố Thí Tâm. Ngày mai này kinh Pháp Cú, xin thân chào tạm biệt Phật tử, hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy Giả. Sa thủ lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong trung
thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi soạn cũng như giảng dạy bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để được hành theo.